theo Thông tấn xã Việt Nam. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều và đêm 14 tháng 10, ở khu vực Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa, vùng biển từ Thừa Thiên Huế đến Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến 8. Ngoài ra, ngày 14 tháng 10, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 đến 8. Biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh. Thủ đô Hà Nội có mây, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ C. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ C, có nơi dưới 20 độ C, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng vùng núi và trung du chiều và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông, từ chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, từ chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2 đến 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ C. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ C.